Xin chào tất cả các bạn. Chúng mình cùng thư giãn với một cái ca khúc được mô phỏng theo ca khúc Điều Giản Dị của nhạc sĩ Phú Quang ngay bây giờ nhé. NCOV, hãy rời khỏi nước của ta, cho bình an về trên mảnh đất quê hương. Và ta biết một điều thật giản dị, cùng chung tay sẽ chặn đứng Covid. Chỉ thị 16 yêu cầu ta cách ly với xã hội để tránh lây lan, không cho đại dịch khiến dân chúng hoang mang. Khi ra đường khẩu trang bịt kín, sát cồn tay mình để tránh Covid. NCOV, hãy rời khỏi nước của ta, cho bình an về trên mảnh đất quê hương. Và ta biết một điều thật giản dị, cùng chung tay sẽ chặn đứng Covid. Thật cần thiết mới ra đường giao tiếp, nếu không thì stay at home để đại dịch nhanh chóng tiêu tan, cho mọi người trở lại nhịp sống, khiến nhiều tiếng cười rạng rỡ mỗi ngày vui. NCOV, hãy rời khỏi nước của ta, cho bình an về trên mảnh đất quê hương. Và ta biết một điều thật giản dị, cùng chung tay sẽ chặn đứng Covid. Và ta biết một điều thật giản dị, cùng chung tay sẽ chặn đứng Covid.